Xin chào quý vị và các bạn. Trong clip mà tôi có cập nhật những cái dòng xe cũ tại Toyota Tân Cảng á, ngày 16 tháng 3 năm 2020 á, thì tôi có giới thiệu tới quý vị cái mẫu xe Fortuner máy dầu đời 2017 mà được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 855 triệu đồng. Thì hôm nay đây là mẫu xe đó đây ạ. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và đánh giá chi tiết về cái mẫu xe này với mẫu xe đã được làm đẹp theo công nghệ Marukuri. Mẫu xe này là Fortuner máy dầu đời 2017. Xe này thì có bảng số tại Long An, số km đi được là khoảng cỡ 97.500 km. Và mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 855 triệu đồng. Về Fortuner máy dầu thì rất là nhiều bạn là tìm kiếm những cái mẫu xe này. Quý vị tìm kiếm những cái mẫu xe này để đa số Fortuner máy dầu là để phục vụ kinh doanh. Và đặc biệt nữa là dòng Fortuner máy dầu đời 2017 này là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, với chất lượng cũng như là độ tiết kiệm nhiên liệu đã được đảm bảo. Thì khi mà mình mua những cái mẫu xe này á tại Toyota Tân Cảng, chúng tôi cần cam kết xe không tai nạn, không ngập nước. Và khi mà chúng tôi bán xe cho quý vị á, chúng tôi sẽ gửi quý vị cái giấy chứng nhận chất lượng của Toyota ký và đóng dấu đàng hoàng quý vị ha, giấy trắng mực đen đàng hoàng để chứng nhận cho cái chất lượng của sản phẩm này. Về mẫu xe này á, thì đầu tiên bạn có thể nhìn tổng thể của cái mẫu xe này. Đây là màu bạc, một cái màu mà giữ cái màu tốt nhất trong tất cả các màu. Đây 2017 này, bây giờ các bạn có thể thấy là cái chất lượng cái nước sơn á, nhìn tổng thể á, mà thấy là chất lượng nước sơn còn rất là mới và đẹp. Bạn có thấy không? Cái độ bóng trên những cái nước sơn này nè, từ những cái chi tiết ở phía trước nè, từ cản nè. Đó, bạn có thấy không? Cái chất lượng nước sơn, cái độ bóng á, còn rất là đẹp. Và ở đây thì bạn có thấy là bộ ga lăng trước đây, cái lưới tản nhiệt phía trước đây, bạn có thể thấy là nó còn y như nguyên bản. Và nhìn tổng thể cái xe này á, phía trước này á, thì nó có một sự liền mạch rất là lớn. Nó liền từ nắp capo, từ cản. Và nhìn vào mình có cái ấn tượng đầu tiên á, những cái xe mà nó có cái sự liền mạch như thế này á, thì khi mà ập vào mắt mình á, thì mình có cảm giác mình nhìn nó có cái cảm giác là mình nhìn cái mẫu xe là mình thấy ấn tượng với nó. Với mẫu xe mà mình nhìn vào mình thấy nó không có thiện cảm lắm, thì khi mà mình xem xe thì dường là cái mẫu xe đó thường là nó có không có vấn đề này cũng có vấn đề nọ. Nhưng quý vị, đây bạn có thể nhìn tổng thể phía trước phần đầu xe đẹp ổn, chất lượng nước sơn các chi tiết còn đều ổn hết. Ở đây bạn có thể nhìn cái bộ đèn của xe nè, còn những cái chóa đèn nè và hệ thống đèn projector nè, nhìn rất là sáng. Và ở đây thì chưa có hiện tượng đục ở cái pha đèn này. Một số mẫu xe mà chủ cũ mà giữ không tốt á, thường một thời gian á, những cái chóa đèn đây nè nó sẽ đục màu đi và nó giảm cái hiệu quả chiếu sáng rất là nhiều khi mà mình đi vào ban đêm nha quý vị. Rồi tổng thể ở phía bên hông đây, bạn có thể nhìn từ phía trước ra phía sau đây, từ cản trước nè, về nè, rồi cửa trước nè, cửa sau nè, rồi tới cả về sau tới cản sau. Thì đầu tiên á, thì ở đây bạn có thể đánh giá được rằng là đầu tiên cái chất lượng nước sơn từ phía trước ra phía sau xe này không hề có vết trầy xước nào hết. Bạn có thể nhìn nè, từ phía trước ra phía sau sơn còn rất là đẹp. Và cái độ bóng trên cái nước sơn này á, bạn phải nói là cái độ bóng nước sơn này nó y như là sơn rinh luôn à. Cái độ mịn của sơn này và cái nước sơn nó bóng rất là đẹp. Và thứ hai nữa, xe này là xe màu bạc, thì cái màu này á, mình nhìn cái nước xe nó còn rất là mới. Ở xung quanh xe này bạn có thể nhìn thấy những cái đường chạy dập nổi nè, xuyên suốt thân xe nè. Thì đối với những cái xe này á, thì có những cái đường dập nổi này á, thì thứ nhất là để cho xe mình nhìn nó dài hơn. Và thứ hai nữa là những cái đường dập nổi này mà lỡ mà có xảy ra va chạm á, những cái đường dập nổi này nó không có được phẳng phiu như thế này đâu nha quý vị, mà nó sẽ có đường gợn sóng thì nó không phải được như thế này đâu. Còn ở dưới đây bộ mâm lốp đây ạ. Đầu tiên là cái mâm này thì khi mà quan sát kìa thì nó chỉ có một số vết trầy xước nhỏ thôi, nhưng mà không đáng kể. Bộ lốp thì cái rãnh lốp còn rất là sâu. Những cái bộ lốp này thì bạn sẽ phục vụ một chặng đường khá dài nữa thì mới thay những cái bộ lốp này. Vòng dọc thân xe đây
Còn ở phía bên ngoài đây thì bạn có thể quan sát là xe này đã được dán phim cách nhiệt rồi nè, kính nó sẽ đục màu nè, còn xe nào không dán thì nó sẽ có màu trắng quý vị ha. Còn ở đây nè, có cái viền che mưa này đã có trang bị đầy đủ rồi. Còn nếu mà bạn cần gì thêm á thì bạn có thể trang bị thêm cái chắn cửa để khi mình mở ra mở vào rồi á thì cái xe mình nó tránh bị trầy xước ở những cái nơi này, nhìn cái xe mình nó xấu hơn. Tổng thể phía bên phải này của cái mẫu xe này tổng thể đẹp, chất lượng nước sơn còn tốt, giữa các chi tiết cửa nè, bạn mở ra mở vô nè, bạn đóng nè, nó có độ đầm và độ khít rất là lớn đó, bạn thấy không, cửa đóng rất là chắc chắn nha quý vị. Đây đây, chúng ta sẽ tiến vào phía sau của phần ở mẫu xe này. Phía sau này á thì đầu tiên chúng ta cũng nên coi nhìn nhận cái vết chất lượng của nước sơn của cái mẫu xe này đi ạ. Nước sơn nè, về tại Toyota Tân Cảng rồi á thì chất lượng nước sơn đẹp, không có hề hiện tượng trầy xước nào. Và cái mẫu xe này á, bạn có thể thấy là đi từ phía trước ra phía sau hay không này á, tổng thể nhìn cái này á thì bạn có thể thấy là như tôi nói ban đầu á, nhìn cái xe này nó rất là có cảm tình, để quý vị có thể quan sát. Đây, chúng ta mở cốp sau lên coi như thế nào đây. Đây, tổng thể đây là không gian cái cốp sau đây. Ở đây thì nếu mà bạn có chở đồ á thì bạn có thể gấp hai cái ghế sau này lên, hoặc là nếu mà chở đồ dài hơn nữa, cần nhiều đồ nữa thì có gấp luôn hàng ghế thứ hai lên. Thì quan sát tổng thể ở đây đó, xe này thì đã có trang bị ghế da nè, ở trên thì có bọc trần cho nhìn xe cho nó sạch sẽ nè. Đặc biệt những khách hàng nào mà chạy dịch vụ á thì những cái trần này thường khách hàng mà đi á dễ rất là dễ bẩn cái trần này, thời gian nhìn nó rất là xấu. Còn ở đây là khách hàng này kỹ hơn nữa thì có trang bị cái miếng lót này. Ở dưới thì có trải sàn rồi nghe quý vị. Còn ở đây thì nó có cái lớp trải này, thì khi mà chở những cái đồ nào mà ví dụ như chảy nước rồi đó, thì mình vệ sinh cái này nó chảy vào này thôi, mình vệ sinh rồi nó dễ dàng, chứ mà nó chảy xuống dưới cái sàn dưới này á thì nó rất là khó vệ sinh và bẩn. Và thứ hai nữa thì ở đây cũng có luôn cái nệp chống trầy cốp sau rồi, để lỡ mà mình để đồ những cái vật nặng mình khiêng lên không nổi, mình thường mình để ở đây rồi mình đẩy lên đây thì ở những cái vị trí này nó không có trầy. Nhìn cái xe mình nó xấu, nhỏ nhưng mà nhìn nó xấu, mình thời gian nó nhìn cái xe mình tuy là nó nhỏ nhưng mà một thời gian nữa mình nhìn cái xe mình nó xấu lắm ạ, trầy xước lung tung hết, nhìn không được đẹp lắm. Rồi, tổng thể ở phía bên hông trái đây. Bên phía hông trái đây thì đầu tiên á mình nhìn vào á phải nói là sau khi mà đi rồi á thì bạn có thấy được rằng là cái sự đồng nhất của cái mẫu xe này á, sau khi mà đi một vòng quanh xe bạn mới nói là về va chạm và cũng như là tai nạn mà đụng độ mốp mó những xung quanh xe này á, thì tôi khẳng định là xe này không có. Giữa các chi tiết khi mình đi á, nó rất là liền mạch với nhau, và mình nhìn á giữa các chi tiết này nó rất là đều, và giữa các chi tiết với nhau ví dụ như là cản hay là vè này, nó có sự khít với nhau nè, bạn thấy là một sự rất là khít, và giữa các chi tiết là nó khít với nhau, nó chắc chắn với nhau, chứng tỏ là mẫu xe này chất lượng về mặt nước sơn nè, về mặt va chạm nè, phải nói là cái chất lượng nước sơn xe này còn rất là ổn. Và nước sơn như quý vị quan sát là từ nãy tôi đi á thì chất lượng nước sơn xe này không hề có vết trầy xước nào trên cái mẫu xe này theo thời điểm mà tôi quan sát. Còn ở vị trí những cái lốp này, tôi nói những cái lốp này á thì rãnh lốp còn rất là sâu, những cái bộ mâm này nè còn y như nguyên bản thôi, không hề có vết trầy xước nào hết. Và đối với những cái lốp này á thì cái rãnh lốp nó rất là sâu, bạn có thể thấy những cái chỉ lốp này nó còn y hết. Thì đối với những cái xe mà còn y như thế này á thì bạn sẽ đi một chặng đường rất là dài nữa thì bạn mới có thể là thay những cái bộ lốp này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong nội thất để quý vị cùng tôi khám phá chi tiết cái nội thất này như thế nào. Xin mời quý vị. Đây quý vị ha, không gian nội thất đây. Như hồi nãy tôi nói là xe này đã đang được trang bị là ghế da rồi nè. Này nè, quý vị có thể thấy là xe đã được trang bị ghế da nè. Ghế da này thì màu nâu là màu chủ đạo đây. Còn bảng táp lô, những cái táp bia cửa thì màu đen là màu chủ đạo từ 2017 đến giờ. Nhưng mà quý vị thấy là cái bảng táp lô này nhìn còn rất là sạch sẽ và còn y như nguyên bản thôi, không khác gì hết. Và ở đây thì quý vị có thể thấy là đối với một mẫu xe mà từ 2017 đến giờ mà bạn có thể là để ý một số chi tiết, ví dụ như là trục cần số nè. Trục cần số đây là vị trí mà những mẫu xe đi nhiều á
thường những cái vị trí này là dễ trầy nhất và dễ bạc màu nhất. Nhưng mà ở đây bạn có thấy cái ở mẫu xe này á, cái trục cần số này còn rất là mới và còn y như nguyên bản thôi, không khác gì hết. Còn ở vị trí ghế da thì vị trí ghế tài là vị trí thường xuyên được sử dụng và nói chung là mong manh dễ vỡ nhất ở vị trí này. Thì bạn thấy là cái ghế tài này nó còn y như nguyên bản, không hề có một vết trầy hay là vết xước nào trên cái bộ ghế tài này, chứng tỏ là cái mẫu xe này còn giữ được giữ rất là tốt. Và ở đây thì đã thấy là có trang bị cái để bước chân lên xuống này, để khi mình bước lên bước xuống thì không có bị trầy ở những cái vị trí này. Đây, Fortuner máy dầu, dòng xe gầm cao, điều khiển rất là dễ dàng đó. Còn đây là cái chìa khóa của mẫu xe này nghe quý vị. Xe này hiện tại như tôi báo là chạy khoảng cỡ 97.500 km, thì đây chính là số km thực của mẫu xe này. Đây, đây thì tôi bấm lên cho quý vị, đang mở cửa đây, 97.500 km đó, đây chính là số km thực trên mẫu xe này đó. Bây giờ để tôi đề máy lên để mình ra phía trước mình nghe thử cái tiếng động cơ của mẫu xe này như thế nào nghe quý vị. Rồi, xe đề máy rất là ngọt, chỉ cần đề nhẹ một cái là xe đã nổ rồi. Rồi, mời quý vị ra phía trước để chúng ta coi thử là cái động cơ như thế nào. Đây, xe thì đã được nổ máy rồi đây. Bạn có thấy không ạ? Đây là cái tiếng nổ của Fortuner máy dầu mà khi mà chúng tôi đã kiểm định xe, bạn thấy nghe tiếng nổ rất là giòn và rất là đều. Đối với những cái mẫu xe mà bạn nghe tiếng nổ êm và đều như thế này á, giữa khoảng cách giữa các tiếng nổ bạn nghe nó rất là đều, thì chứng tỏ là mẫu xe này chất lượng còn rất là đảm bảo. Để tôi mở lên cho quý vị coi ha. Đây, động cơ máy dầu đây đó, bạn nghe tiếng máy nổ rất là êm đúng không ạ? Đó, tiếng máy nổ rất là giòn và đều. Và cái động cơ này thì đã được chúng tôi làm đẹp theo công nghệ Maruguri, và chúng tôi có thể khẳng định là sau khi mà làm đẹp theo công nghệ Maruguri á, thì cái nhiều khi cái máy của những dòng xe cũ chúng tôi nó còn sạch hơn còn ở những cái dòng xe mới á. Xe mới thì nhiều khi còn để lâu ngày thì nó còn có bụi, ở đây thì khi chúng tôi đã vệ sinh rồi nó sạch sẽ hoàn toàn nha quý vị. Rồi, đậy lại thì cái nắp capo này của những cái dòng xe nhập á, thứ nhất là nó rất là nặng, và thứ hai nữa là cái độ cách âm của nó là cũng rất là tốt. Nên là khi mình đẩy nắp capo lại á, mình nghe cái tiếng động cơ nó rất là nhỏ. Thì như tôi báo quý vị á, mẫu xe này hiện tại đang được Toyota Tân Cảng định giá với mức giá là 855 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu về mẫu xe này á, có thể ghé trực tiếp Toyota Tân Cảng xem xe. Xe này thì đang được Toyota Tân Cảng trưng bày tại khu vực trưng bày xe cũ của công ty. Và mẫu xe này hiện tại thì được ngân hàng hỗ trợ trả góp trong vòng 5 năm với tỷ lệ là 70% giá trị xe. Xe này thì ngân hàng hỗ trợ quý vị khoảng cỡ 630 đến 650. Thì khoảng cỡ, tôi nhầm một xíu ạ. Xe này được hỗ trợ là khoảng cỡ 560, 570 khoảng đó. Thì với tỷ lệ 70% giá trị xe á, thì quý vị có nhu cầu hay có bất kỳ thắc mắc nào về mẫu xe này, vui lòng gọi trực tiếp hotline để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị. Và mời quý vị đăng ký kênh YouTube này để có thể cập nhật thêm nhiều mẫu xe mới tại công ty. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.